Vâng, xin kính chào anh Nguyễn Văn Hiếu ở Bình Thuận và xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay bên em sẽ tiến hành test một cái động cơ phun xương 24V DC dành cho anh Hiếu. Và anh có đặt ở bên em một cái cục nguồn adapter 24V 1A. Đây, cục nguồn adapter. Thì em có chuẩn bị một cái thau nước ở đây. Nước thì em có hơi ít cho nên là em phải dốc trên này nhá. Đây, em sẽ cắm điện. Xương rất là đều nhá. Em tháo ra này. Đấy. Khi anh mua hàng về thì lưu ý là đổ nước nó ngập vào cái cảm biến. Ngập đến cảm biến thì nó sẽ cho ra cái lượng xương lý tưởng nhất nhá. Ok. Thì động cơ của anh hoạt động rất là bình thường, nguồn ổn định. Thì nếu như các bạn có nhu cầu mua sản phẩm thì vui lòng các bạn liên hệ số điện thoại Zalo trên tiêu đề video, hoặc các bạn có thể truy cập vào Sendor, Shopee hoặc là Lazada để đặt hàng nhé. Các bạn ấn tìm kiếm tên của shop của mình là Linh Kiện 789. Thì bên em có đang cung cấp với giá là 100.000 một cái sản phẩm như này nhé. Em bây giờ em sẽ đánh dấu lên cơ để gửi hàng cho anh. Bây giờ đánh dấu ký hiệu của anh nhé. Okay. Và rất cảm ơn anh đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.